đền bà chúa Lâm Thao. Chúa bà Lâm Thao hay còn gọi là Chúa bà Đệ Tam Lâm Thao là bà chúa ghế thời của Hùng Vương. Bà còn có tên là bà chúa Ót. Theo một số ý kiến thì tam vị chúa Mường có bà chúa Lâm Thao. Thỉnh bà cuối cùng nên được coi là Út, đọc chạch đi là bà chúa Ót. Tương truyền rằng bà là công chúa, con gái ruột của vua Hùng. Từ bé đã bị hỏng một bên mắt. Tuy vậy, bà vẫn một lòng giúp vua cha trị quốc. Bà là người lo việc quân nhu, lương thực trong các cuộc chiến đấu. Ngoài ra, bà còn là người có tài bốc thuốc nam. Bà đi khắp vùng, đem tài năng của mình để cứu giúp dân lành. Bà chúa Đệ Tam Lâm Thao cũng là một người có lòng mộ đạo, thường xuyên ăn chay niệm Phật để cầu cho quốc thái dân an. Chúa bà Lâm Thao cũng là một vị chúa rất hay về ngự đồng. Sau chúa Nguyệt Hồ, như hai vị chúa trên, khi người ta dâng đàn chúa bói thì thường thỉnh chúa về chứng tòa. Chúa Đệ Tam màu trắng. Khi về đồng, bà thường mặc áo màu trắng. Có nơi khi hầu bà thì múa mồi như chúa bà Đệ Nhị Nguyệt Hồ, nhưng có nơi hầu lại chỉ dùng quạt khai quang. Chúa bà Lâm Thao được thờ chính tại đền thờ Lâm Thao, Cao Mạn, Việt Trì, Phú Thọ. Tương truyền là nơi khi xưa chúa lập kho quân nhu, quân lương, bốc thuốc cứu dân. Ngày tiệc của bà chúa Ót là ngày 25 tháng 12 âm lịch. Lâm Thao Cao Mại quê nhà, anh linh chắc dáng chúa bà Đệ Tam. Hùng Vương Thánh Tổ Lạc Hồng, sớm khuya chầu trực ngay rồng vua cha. Ngắm xem khắp hết gần xa, vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm. Một lòng mộ đạo nhất tâm, quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu. Thế tôi là Phạm Văn Lam, thế tôi làm thủ ngang nhà đền đây từ năm 2005. Sau khi là các cụ qua đời thì là tôi ra được thay thế làm từ năm 2005 cho đến nay. Về di tích đền nhà bà thì nói chung là từ trước tới giờ là các cụ để lại vẫn gọi là di tích đền nhà bà, vì là kiêng đền chúa Lâm Thao tức là trên núi của người, vì vậy cho nên gọi trên chung gọi là đền nhà bà. Đấy là cái còn cái di tích thì nói thực với các bác là bà là con vua Hùng đời thứ 17, thì bà sinh ra ở thành phố Việt Trì tức là Bạch Hạc Việt Trì thì ngày nay. Và thế thì sau khi trong đất nước có cái chiến tranh loạn lạc thì khi bà trưởng thành thì bà có nhà vua cũng tuyển chọn các hiền tài để vào giúp nước. Thì bà thấy là Cò Mã là Lý Văn Lang là người có tài giỏi và đức độ, thì là xin để mà làm bạn, tức là làm phu thê của Cò Mã. Thì đầu tiên là vua Hùng thời thứ 17 thì người cũng có nói là đúng là theo nền nếp gia phong của nói chung của đất nước là không bao giờ là lấy người là người trần, thì phải lấy tương đối cái ở đây là trên trời, cho nên đúng thì được, thì là vua cười vua nói đồng ý để cùng chúa trong Cò Mã. Thế thì sau khi Cò Mã lại tiếp tục đánh trận về
thì là gọi bà và má là duyên nhà trời đã định rồi, thì vua và nhà nước nhất trí để cho con kết bạn với con má. Thì đầu tiên thì là cũng có câu ca dao nói là sửng sốt, con má rất sửng sốt là được vua gọi mời vào và cả công chúa cho. Thế thì hai người cũng đều sửng sốt cả, nhưng mà sau đó thì là kết bạn. Thế từ đó thì là bà và bà má hai người chung sống với nhau, thì là lên đôi lứa vợ chồng, thì là cùng thống nhất với nhau là sẽ giúp dân xây dựng cơ đồ để làm ăn, và đến cuối đất nước có loạn lạc là hai vợ chồng đều cùng ra trận giúp nước, giúp nước là cứu dân. Đấy là cái di tích là như thế. Để báo cáo thì các bác là như vậy. Lòng xa đem về, hôm nay có lòng có tài ý.